gì đâu. Biết giải danh không? Giải danh là chơi như thế nào? Chơi cái mấy cái đũa đó giải thế này. Cái gì con? Cái là truyền đó hả? Còn giải danh thì là sao? Đá đá vậy à? Ô quan đây gọi là giải danh à? Cái đó gọi là ô quan. Giải danh khác chứ nhở? Giải danh là tung cái cục gạch lên, à tung cái cục quả của bóng lên xong rồi chụp cái đũa à, đấy, đấy, đấy giải danh. Ngày xưa cha toàn chơi mấy cái đó không? Chơi hồi xưa cha toàn chơi con gái không? Hồi đó là bởi vì nhà có mỗi thằng con trai chơi với ai giờ chỉ chơi với chị với con gái thôi chứ chơi với ai giờ, chơi cò cò, chơi giải danh, chơi ô quan rồi chơi cái gì toàn nó mới chơi đó chứ đâu có biết. Hồi bé thì chỉ biết giờ mỗi vẫn nhớ chơi ô quan, bỏ đi ăn, người Bắc gọi là na, còn người Nam gọi là mãng cầu ra ăn rồi lấy cái hột đen đen đấy rửa cất đi chỗ ô quan, chơi ô quan thả thả về này thích lắm. Chỗ ô quan đấy, ngày xưa vậy đó, chứ chỉ có vậy thôi, đơn giản vậy thôi, ngồi vẽ vẽ đất lên chỗ ô quan đấy. Chơi giải danh, chơi cò cò, chơi lò cò, nhảy dây đấy. Có biết internet thì niếc gì đâu mà lãng mạn. Túm túm vào mấy đứa nhỏ chơi với nhau, chơi bắn bi. Có biết bắn bi không? Bắn bi, con gái biết bắn bi không? Con gái cũng bắn bi à? Bây giờ vào trong nhà dòng có bắn bi không? Nhà dòng có chỗ nào đó mà bắn bi? Nhà dòng bây giờ chơi cái gì? Chơi nhảy dây á hả? Đá bóng à? Đá bóng chỗ nào mà đá? Thế con gái trong nhà dòng đá bóng có đồ thể thao không? Có mặc quần cột đi giày ba ta không? Đức cha tiệm á, Đức cha tiệm có biết Đức cha tiệm không? Đức cha tiệm ở Bùi Chu á, ngài ở xung quanh đó có dòng Đa Minh Bùi Chu, hồi đó cha ra, cha dạy học ở đó, Đa Minh Bùi Chu, dòng Mân Cô Trinh Trung Lại Trung Linh, rồi dòng con Đức mẹ đi thăm viếng. À, cũng gọi là dòng con nước mẹ thăm viếng, ba bốn dòng người quanh quanh đấy đấy. Thế ngài tổ chức cho các dòng nữ đá bóng à, Đức cha tiệm là thích đá bóng lắm, ngài sắm cho các dòng mỗi một dòng một bộ đá bóng, cầu thủ 12 cầu thủ, các bà là phải bận đồ thể thao hết à, bận đồ thể thao quần sọc rồi đi giày ba ta ra thể thao. Chúa tôi ơi, Chúa tôi xem các bà chạy chủ yếu là đi vồ nhau chứ đâu có vồ bóng. Bóng thì chả thấy đá, toàn là đá và chân nhau xong vồ với nhau. Thế là dân chúng đi xem là chỉ cười nức, cười nổ, cười no. Không biết đá bóng đâu, đá là toàn là đá chân người ta, không đi vồ bánh nữa. Mà đánh á, là chơi bánh kia khác, còn đá bóng là cấm được chạm tay nhau. Có biết không? Đá bóng là không được chạm tay nhau. Còn các bà toàn chơi tay không vồ, đá không được chạy đi bò bò đến vồ bánh xong lại tung nhau. Trời đất ơi, đá bóng kiểu cái này thì có đi vồ banh thì có chứ. Thôi đọc về đọc kinh này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cùng khi. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Hôm nay chúng ta sẽ học Kinh Thánh. Nhưng mà trước khi mà học Kinh Thánh thì có mấy cái câu hỏi. Hôm vừa rồi, ngày hôm qua chứ, ngày hôm qua mấy chị đi xóc giỏ tiền ở nhà thờ này, nhận được một cái thư gọi là thư ái mộ, đưa cho tôi đọc, rồi tôi cũng đọc cho mấy người nghe. Và tôi thấy cái này người ta viết cũng hay. Và đó là bây giờ thầy cũng nói là cha dạy kinh thánh phục vụ được nhiều người học, rồi nước ngoài cũng được học. Con cảm ơn cha. Con có ba câu hỏi này hỏi cha. Thế bây giờ giải thích luôn nha. Một, trước câu hỏi thứ nhất mà hình như tôi cũng chưa trả lời, là thứ nhất là chúng ta trong 8 ngày đầu từ mùng 1 cho đến mùng 8 tháng 11, mỗi ngày chúng ta được một ơn toàn xá. Chúng ta nhớ mỗi ngày được một ơn toàn xá. Ngày trước á, trước Công đồng Vatican II thì một ngày chúng ta cứ đi ra đi vô, đi viếng trong 38 ngày đó, cứ đi ra đi vô, mỗi lần đi vô đọc
vô trong thờ đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính, được một ơn toàn xá, xong rồi đi ra nhà thờ, ra khỏi cửa, xong lại vào lại đọc một kinh lạy cha, kinh tin kính thì được một ơn toàn xá. Ngày xưa cứ lại đi ra đi vô, cha hồi xưa bà cố là cứ lôi cha đi, cứ vào nhà thờ đọc xong rồi đi ra, hai mẹ con cứ đi ra đi vào vậy. Còn bây giờ thì không có như thế nữa. Sau Công đồng Vatican II thì giáo hội còn là không có cho lạm dụng như vậy nữa. Là một ngày chúng ta chỉ được một ơn toàn xá thôi. Thế thì ơn toàn xá, ơn đại xá, ơn tiểu xá khác nhau làm sao? Bây giờ chúng ta phân biệt nha. Trước hết, ơn xá cái đã. Ân xá là cái gì? Sau đó bắt đầu từ đó mới phân loại đó là ơn toàn xá hay đại xá và tiểu xá. Ân xá là cái này. Ân xá là người ta đáng lý phạm cái gì hay là phạm một cái tội gì thì tội nó được tha rồi, nhưng cái hậu quả của tội còn đó thì ta phải đền cái hậu quả của tội. Ví dụ đây, ta mượn đồ của người khác, ta làm hỏng, ta đến xin lỗi người ta, người ta tha cho rồi, thôi vậy nhầm lỡ rồi thôi. Thế nhưng mà trên nguyên tắc người ta có mỗi cái đó thôi. Bây giờ mình đã làm hư, mình xin lỗi người ta tha cho, nhưng mà đâu phải xin lỗi tha cho cái là cái đồ tự nhiên nó ngay lại, là phải sửa cái đồ cho người ta lại, chứ không có được là xù luôn. Thì mặc dù là mình đã làm cái điều đó không tốt, người ta tha cho, thì theo đức công bằng mình làm thiệt hại mình phải đền. Tất cả mọi điều chúng ta làm đều gây những hậu quả, và cái hậu quả đó chúng ta phải đền. Thế thì chẳng hạn như khi chúng ta còn sống này, chúng ta thống hối về tội chúng ta đã phạm. Khi chúng ta gần chết, chúng ta lãnh các bí tích, chúng ta xưng tội, chúng ta sức dầu, tất cả cái điều đó Chúa tha hết. Không có tội nào mà Chúa không tha. Hết mọi tội Chúa tha. Nếu chúng ta không lãnh các bí tích và chúng ta cứ đầu cứng cổ, chúng ta không cần Chúa tha thì chúng ta mất linh hồn thật. Nhưng mà chúng ta thống hối, Chúa tha tội hết. Không có tội nào Chúa không tha. Thậm chí nhiều khi không gặp linh mục nữa mà chúng ta thống hối ăn năn tội về lại Chúa. Dù bây giờ con ước ao xưng tội mà con không gặp được linh mục, con xin Chúa tha tội cho con. Người ta gọi là tha tội, ăn năn tội cái chọn. Chúa tha hết. Không có tội nào mà Chúa không tha. Mọi tội Chúa tha hết. Có một cái này tôi cũng giải thích cho tất cả anh chị em luôn. Ở trong Kinh Thánh có nói, Chúa nói là mọi tội đều tha, nhưng mà tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì không được tha. Thì có cái chuyện đó, thế nào là tội phạm đến Chúa Thánh Thần mà không được tha? Ở đây không phải là cái tội phạm. Phạm đến Chúa Thánh Thần hiểu theo nghĩa là thế này, là chúng ta cứng đầu mà chúng ta từ bỏ sự tha thứ tình yêu của Thiên Chúa. Nói cách khác, Thiên Chúa tha mà chúng ta cốc cằn. Nói về cho dễ hiểu này, các con nhìn cha giải thích cho dễ hiểu. Là thí dụ, bây giờ một đứa con đi hoang, một đứa con từ cha mẹ, bỏ cha mẹ. Thế thì tình thương của cha mẹ luôn luôn dành cho con, và nó luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho con. Nhưng mà nó từ cha mẹ, nó thước từ cái tình thương của cha mẹ, và nó dứt khoát nó không trở về với cha mẹ nữa. Thì khi ấy không phải là cha mẹ không tha, mà là bởi vì nó hước từ, nó bỏ nhà đi luôn. Thì chính khi nó bỏ nhà đi, nó trở thành con hoang đó, thì gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hước từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con nhớ nha, khước từ sự tha thứ của Thiên Chúa và loại trừ mình ra khỏi tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa thì gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Như vậy, nếu chúng ta thống hối, chúng ta luôn luôn đón nhận tình thương của Chúa mà chúng ta không bao giờ khước từ tình thương ấy, thì Thiên Chúa tha hết mọi tội. Và thậm chí cho đến khi chúng ta hấp hối, mà nếu chúng ta luyện nhau, ê cha nói cho các con nghe, nhìn đến cha này, cha khi ra nói là nom lên đây thì là nhớ, không nom cứ biên chép thì quên. Khi mình hấp hối mời linh mục đến giải tội sức dầu thì đó là cái dấu chỉ minh nhiên rõ ràng, cái người này lãnh cái bí tích tốt. Nhưng chúng ta lưu ý thế này, là bí tích luôn luôn là dành cho đương sự. Đôi khi mời cha đến sức dầu hay ban bí tích, nhiều khi mà cái người khỏe yên trí, còn cái người bệnh thì không bao giờ biết gì. Tôi với cha phó đi sức dầu giải tội rất thường 10 trường hợp. Mà khi người ta gọi đi sức dầu rồi đó, 10 trường hợp thì phải nói 8 trường hợp là người ta trong tình trạng hôn mê, gần như vậy. Và khi tôi sức dầu hay tôi giải tội đều là giải tội trong tình trạng ban bí tích thiêng liêng, còn đương sự gần như không biết gì.
Một hai trường hợp là họ tỉnh, họ hiểu, họ biết, họ lãnh bí tích mà trong ý thức. Chúng ta lưu ý trường hợp đó, nhiều khi cái người khỏe thì yên chí, à như vậy cha đến ban bí tích sức giàu, cha giải tội cho vậy là yên chí. Các bạn lưu ý này, bí tích không làm cho người bên ngoài an tâm, mà bí tích luôn luôn đối với đương sự. Vậy nếu giả thiết đương sự là người khi còn tỉnh, khi còn khỏe, rất chăm chỉ lãnh các bí tích, siêng năng chịu lễ, siêng năng xưng tội và rất khao khát Chúa, thì trong tình trạng khi đương sự mà hấp hối, mà đương sự không còn biết gì, hôn mê, thì bí tích hiệu quả rất tốt, rất tốt. Bởi vì khi đó bệnh tật nó làm cho đương sự không biết. Bởi vì linh mục khi còn khỏe, linh mục à khi đương sự khi còn khỏe, khi đương sự vẫn luôn luôn khao khát xưng tội chịu lễ đều đặn. Còn trường hợp đương sự khi còn khỏe bất cần bí tích, thì linh mục đến ban thật sự ra lòng thương xót của Thiên Chúa tha thứ cho, nhưng đương sự không hề ý thức gì thì không đương nhiên như người mà vẫn ý thức. Nhớ chưa? Do đó tất cả mọi người đây trong nhà thờ này và các con phải luyện tập cho mình ngay từ bây giờ, phải luôn luôn rằng lạy Chúa, con chuẩn bị tâm hồn con trong cái giờ hấp hối, con luôn luôn con khao khát tình thương của Thiên Chúa, xin Chúa thứ tha cho con, tội con phạm xin Chúa thứ tha cho con. Nếu con gặp được linh mục mà con tỉnh tỏ, con xưng tội, con lãnh các bí tích, đó là điều mừng. Còn nếu con không tỉnh mà con bất tỉnh hay con bị hôn mê, thì lạy Chúa lúc nào cũng vậy, khởi sự giờ phút này con đã luôn luôn sẵn sàng xin Chúa thứ tha tội cho con, nhất là khi đi ngủ. Xin Chúa tha tội cho con, giờ đây con thống hối về tội con đã phạm, xin Chúa thương tha tội cho con. Và nếu con không gặp linh mục thì con cũng tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa. Do đó chúng ta phải nhớ rằng là trong mọi tình huống chúng ta như đã xưng tội rồi, nhớ ghi cái đó nha, như đã xưng tội rồi, thống hối rồi, thì dù gặp linh mục hay không gặp linh mục thì chúng ta đã thống hối, Thiên Chúa thứ tha tội cho chúng ta vì lòng thống hối đó. Kẻ không ý thức về tội của mình mà không hề nghĩ đến tình thương của Thiên Chúa, đừng tưởng rằng là giờ phút cuối cùng linh mục ban bí tích giải tội hay là minh sức giàu là ngon lành, vì mất ý thức. Chúng ta lưu ý rằng là linh mục đến ban bí tích cho chúng ta không phải như là lá bùa. Chính đương sự là phải hiểu điều đó. Do đó nhiều người khỏe tưởng điều đó là bình an, nhưng điều này không đương nhiên như vậy. Yên chí, à cha đến ban các bí tích mừng quá, có biết gì đâu mà nộn, cả cuộc đời lôm côm. Ơi bí tích làm sao mà, bí tích đâu có ban một cách nhìn là lá bùa giống như máy móc vậy đâu. Giờ chúng ta lưu ý nhá. Do đó bắt đầu từ tối nay, ai chưa quen chúng ta phải luyện tập, cái gì cũng phải tập hết. Lạy Chúa, như là con chuẩn bị ra đi, con xin Chúa thương tha tội cho con. Và nếu con lãnh gặp được linh mục trong giờ hấp hối thì thật là quả phục có phúc cho con, thì con xin Chúa ban cho con ơn bí tích. Cha vẫn hay luôn luôn nói như vậy, lạy Chúa trong giờ con lâm tử xin cho con được lãnh các bí tích cho nên à. Nhưng dù con không lãnh bí tích thì giờ phút này đây con cũng thống hối về tội con đã phạm, xin Chúa thương tha tội cho con. Đấy, nhớ nhầm, đây là một trong điều rất cơ bản. Khi kẻ thống hối, Thiên Chúa không bao giờ khước từ tình thương của Ngài, tha hết. Thế thì khi chúng ta chết thì chúng ta có lên thiên đàng ngay không? Vậy thiên đàng là cái gì đã? Trước hết tôi xin nói rõ cho mọi người biết, chúng ta đừng nghĩ là thiên đàng là cái nơi chỗ này, nơi chỗ kia. Bây giờ mình chết mình được lên thiên đàng, lên trên đó sướng lắm, hỏa ngục là khổ lắm. À, chúng ta nói như vậy là sai lắm nhầm. Thiên đàng không phải là cái nơi trốn, hay chỗ đó sướng lắm, thì hỏa ngục là khổ lắm. Thiên đàng là cái gì? Mà tại sao chúng ta phải trong luyện tội? Thiên đàng không được chỉ ở không gian nào. Thiên đàng không chỉ không gian chỗ nào. Thiên đàng ngay ở chúng ta trước mặt đây này. Thiên đàng là gì? Thiên đàng được đồng hóa với sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta lưu ý, thiên đàng không phải là một tình trạng, mà thiên đàng chính là sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ ghi cái câu đó nha. Thiên đàng không phải là một tình trạng, mà thiên đàng là sự hiện diện của Thiên Chúa. Tôi cho ví dụ đây, nhớ ghi này, nhớ ghi âm nhầm, đem lên YouTube cho mọi người học nha. À, có ai ghi không?
có ai ghi âm là đem lên trên mạng cho người ta học không? Nhớ ghi cái đó. Chà. Ờ được rồi, cảm ơn ông Quyền. Nhớ đem lên cho nhiều người học lắm. Mấy nay người ta cứ bảo cha, xong tuần rồi cha không dạy học, họ mail cho tôi mới nhật mới chiều nay, sao tuần rồi cha không dạy học mà không biết của ai nữa, tôi không trả lời. Không biết họ hỏi ai có cái mail đấy. Chúng ta lưu ý thế này. Chúng ta không được phép nghĩ thiên đàng là tình trạng, mà thiên đàng là sự hiện diện. Tình trạng và sự hiện diện khác nhau. Như thế này là tình trạng và sự hiện diện đây. Chúng ta nói rồi, ví dụ đây, đây là tình trạng này. Bây giờ, thí dụ chẳng hạn, bây giờ mình đang sống ở trần gian đây. Nhà mình, hoàn cảnh mình, tình trạng gia đình của mình khổ. Tình trạng của mình bệnh tật. Mình bệnh tật, đau yếu, mình muốn được khỏi. Tình trạng gia đình của mình bây giờ đói khát. Tình trạng gia đình của mình bây giờ đang xáo trộn. Tình trạng như vậy. Bây giờ mình nghĩ đến thiên đàng là cái gì? Là mình thoát ra khỏi cái tình trạng bệnh tật, khổ sở. Rồi mình sẽ được ở một cái tình trạng sướng hơn. Không phải đói, không phải khát gì nữa. Và đây là rất thường chúng ta hay hiểu thiên đàng là cái tình trạng hạnh phúc. Ví dụ, bây giờ chúng ta thấy một cái người khổ. Chúng ta đến bảo thôi chịu khó đi. Chúa tha cho, tôi dâng cho Chúa như sự khổ này. Mai mốt lên thiên đàng thì chúng ta tha hồ mà hạnh phúc sung sướng. Chúng ta giải thích thiên đàng là cái tình trạng. Tình trạng này, tình trạng kia. Tôi nghe giáo lý của Hồi giáo. Và dĩ nhiên là tôi phải học thôi. Tôi học hàng ngày à. Mà nghe họ tình họ giải thích thiên đàng là một cái tình trạng thế này này. Mà nghe thế nó kỳ cục. Ở bên Hồi giáo nó kỳ cục. Mà đây là do Ủy ban Trung ương của Phật, của Hồi giáo, Trung ương quốc tế đó. Giải thích chính thức đó. Tiếng nói giải thích chính thức. Thiên đàng là sướng lắm. Nghĩa là thế này. Thí dụ đây là một ví dụ. Họ lấy một ví dụ. Cuộc sống ở trần gian này là người ta phải hạnh phúc bằng cách là muốn gì được đấy. Thế thì bây giờ luật Hồi giáo cho phép một người đàn ông được quyền lấy 4 vợ. Luật Hồi giáo cho 4 vợ. Thế thì 4 vợ là thế này. Anh muốn lấy vợ đều được hết. Miễn là anh phải đáp ứng cái yêu cầu này. Tất cả các bà vợ mà anh cưới, họ có quyền thách cưới. Họ thách cưới có nghĩa là thế này. Họ yêu cầu anh đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ, bây giờ gia đình của họ nhà gái, họ đang cần tiền. Họ biết anh có tiền. Họ yêu cầu anh phải cho gia đình nhà gái một ngôi biệt thự. Và ngôi biệt thự đó giá trị 10 tỷ. Anh có tiền không? Anh có tiền thì anh cưới tôi. Anh không có tiền thì thôi. Một trạng, tiền trao cho bố. Ở đây không có vấn đề đặt vấn đề tình yêu. Mà đặt vấn đề là hoán chuyển. Nếu cái anh đó thèm khát cái cô gái đó, muốn cưới hỏi cô gái đó làm vợ, thì anh cũng có tiền, anh đáp đứng đi. Anh không có là thôi. Không đương nhiên là có tình yêu. Vợ gần như mua. Thế mà được rồi, anh đáp ứng cái yêu cầu thách cưới với nó rồi, thì cái người vợ nó trở về, trở thành là người nô lệ. Nghĩa là anh cô về làm vợ tôi, cô nên nhớ là cô đã đòi thách cưới như vậy, tôi phải bỏ tiền ra như thế. Cô về đây, cô phải cung phụng tôi. Và người trong bên Hồi giáo nói là người phụ nữ trở thành nô lệ cho chồng. Và tất cả mọi cái đều phải xin phép chồng. Ra khỏi đường phải xin phép chồng. Không được phép làm gì hết. Tất cả mọi sự lệ thuộc ông chồng là ông chủ. Đấy là một ví dụ hiện nay bây giờ. Thế bây giờ một cái anh chồng, anh chàng kia, anh nghèo quá. Anh muốn 4 vợ mà anh không có tiền để đẹp thách cưới. Thì sao? Thiên đàng của Hồi giáo là một tình trạng thế này. Tất cả những người đàn ông nào muốn 4 vợ nhưng cuộc sống này không có khả năng đáp ứng thách cưới, anh lên thiên đàng, anh được 4 vợ nhưng mà không phải là vợ đâu, mà là 4 cô gái trinh nữ không phải tốn tiền. Đó, đó là một cách giải thích đó. Là điều khi ở trần gian này mình không có thì khao khát lên thiên đàng được hết. Thiên đàng là cái gì? Là cái luật bù trừ của cái mà bây giờ thế giới này ở đây chúng ta không có thì lên thiên đàng nó cho. Đói quá lên thiên đàng thì no. Bây giờ thì khổ lên thiên đàng thì sướng. Chết rồi. Một người kia đói quá, nhìn một cái nhà này, nhà cao cửa rộng, mâm cao cỗ đầy, nhìn đứng vào, bác ơi bác, nhà bác sướng quá, nhà bác hạnh phúc quá, nhà em đói quá, bác, nhà bác như thiên đàng. Đến khi cái người ở trong cái nhà biệt thự nó bảo mời bác vào trong nhà em, nhà em như hỏa ngục quá,
nhà cao cửa rộng, nhưng mà hoảng ngục á. Ủa sao lạ ghê ha, mình thèm khát cái cơ ngơi tình trạng này mà sao nó lại bảo là nhà nó là hoảng ngục. À thì ra không phải là cái tình trạng nhà. Vậy hoảng ngục nó là cái gì? Là ở trong đó sự hiện diện của các con người đó là hỏa ngục cho nhau. Và khi ấy người ta không phải là cái cơ ngơi này làm hạnh phúc, mà chính sự hiện diện của con người đó trong nhà đó mới làm nên hạnh phúc. Vậy thiên đàng là gì? Thiên đàng không phải là cái tình trạng sướng lắm, hạnh phúc lắm. Thiên đàng là chính Chúa, là chính Chúa chúng ta. Và vì thế Thiên Chúa là thiên đàng của chúng ta, sự hiện diện của Ngài là thiên đàng của chúng ta. Đây, đây, cha lấy lại một ví dụ. Sự hiện diện là thiên đàng, nghĩa là thế này. Hai đứa đó, thôi cha không nói hai đứa đó đi, chúng con đây đa số là đi tu cả. Cha nói như cha đây, cha không có vợ này, cha có mẹ này, cha có các chị này. Thiên đàng của mình là cái gì? Nhà mình nghèo, bố chết sớm, mẹ quá con côi. Nhưng mà mỗi khi đi đâu, làm cái gì, về thấy mẹ là hạnh phúc, là ấm áp. Các con có biết khi bà cố mất đấy, cha nói một cái câu này mà bây giờ cứ đi ai cũng vậy. Chị của cha là má thằng Huấn, cứ lâu lâu ngồi nhớ hai chị em nói. Cậu nói cái câu mà bây giờ bao nhiêu người khi mà khóc á, mẹ không mất á, cứ ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ con mất, mẹ con mất, mẹ cái thứ gì đó. Cha không có nói câu nào cả, cha lặng người. Đến khi mà bỏ bà cố vào trong cái hòm, cha chỉ nói câu này thôi. À, cha chỉ nói câu này rồi cha không còn nói được hơn nữa. Cha nói là mẹ mất mẹ, thế là con hết. Thế là con hết. Sự hiện diện của mẹ làm ấm áp chị em chúng con. Và từ hôm nay hết mẹ, chúng con không còn cái chỗ để mà quy tụ. Hết, thế là hết. Không nói xong đó là thôi thôi. Sự hiện diện của mẹ quy tụ chúng con lại. Mà chắc nói thật, từ ngày mà bà cố mất đến nay, chưa hề bao giờ có dịp bốn chị em, ba chị em, bốn chị em mà Tết Tư có cuộc dịp mà ngồi nhau. Chả lẽ bà kia bà cũng có gia đình, bà này bà cũng có gia đình, ta bỏ nhà ta, ta đến nhà mày sao? Cha thì đến nhà bà này tí, nhà kia tí, đến nhà một bà A, bà B, bà C tí. Có bao giờ được tất cả bằng đấy người xuống bà được đâu? Hết. Mất mẹ là chúng con hết. Chúng con chả còn dịp để ngồi quy tụ với nhau. Hết hơi ấm, hết, thế là hết. Mẹ muốn vẫn cứ hay nói, cậu nói cái câu đó nó thấm thía hết sức. Mất mẹ là mất chị em hết tất cả. Mất hết tất cả. Đâu có cơ hội mà gặp nhau nữa đâu. Hết, mất mẹ là mất chị em hết. Nhà nào người ta sống chứ? Ngay bà cả, ông cả người ta cũng trả lại. Người ta có nhà chứ, người ta đâu có cần đến nhà mình. Sự hiện diện của con người làm lên tình yêu. Khi chúng ta có Chúa, chúng ta hạnh phúc. Chả phải giàu mà chả phải nghèo. Ngay từ hôm nay, lúc giờ phút này đây, khi còn sống ở trần gian này, chúng ta đã bắt đầu có kinh nghiệm về thiên đàng khi chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời. Nhớ ghi cái đó nhau. Thiên đàng không phải đợi cho đến sau chết. Thiên đàng không phải đợi cho đến mai này. Thiên đàng chúng ta có kinh nghiệm từ hôm nay khi chúng ta có Chúa trong tâm hồn của chúng ta. Và trong mọi tình huống, đói, no, khổ, tất cả mọi cái, chúng ta vẫn luôn luôn hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có sự hiện diện của Chúa. Nhớ ghi cái câu đó nghe con, đây là thiên đàng đây. Thiên đàng không phải là cái của tương lai mà chúng ta chưa hề có kinh nghiệm. Thiên đàng chính là điều chúng ta có kinh nghiệm từ bây giờ khi chúng ta có Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Sự hiện diện của Chúa là thiên đàng của chúng ta. Và một trong những sự hiện diện của Chúa là thiên đàng của chúng ta rất là rõ nhất là khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa. Chúa hiện diện trong tâm hồn của chúng ta là thiên đàng của chúng ta. Đó là thiên đàng đó. Thế thì vì sự hiện diện đó đòi buộc chúng ta phải tương xứng với Thiên Chúa. Sau khi chúng ta chết rồi, chúng ta phạm tội, Chúa tha hết mọi tội, không có tội nào mà Chúa không tha. Thế bây giờ làm sao?
chúng ta phải ở trong luyện tội, chúng ta càng phạm tội nhiều ở trần gian, chúng ta càng phải thanh luyện để làm gì? Để chúng ta tương xứng sự thánh thiện với chúng ta phải thanh luyện để chúng ta thánh thiện, tương xứng với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta nhớ ghi anh em, luyện tội là nơi thanh luyện của chúng ta để chúng ta xứng đáng với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Do đó trong luyện tội không hề có ý niệm phạt, phạt cho mày, lửa cho đốt cho chúng hục hục hục, cho mày trắng mắt mày ra đốt. Mà Chúa tôi trước cứ bảo lửa nó đốt chốt nóng lắm mà không bao giờ nó nguội, cứ nóng triền miên vậy, rồi quỷ nó hất lên hất xuống, nó làm dữ tợn vô cùng. Lại Chúa tôi toàn trình bày về thiện, luyện tội với hỏa ngục như là cái nơi tra tấn vậy, chết luôn. Không, sự thanh luyện, vậy thì thanh luyện nó như thế nào? Là lòng khao khát, và Chúa sẽ làm sao chúng ta không có thể nói được như thế nào là thanh luyện. Nhưng mà cha nói các con như thế này nè, về cái thanh luyện á, người ta cứ hay tả ra để dọa mọi người như là tra tấn vậy, làm cho chúng ta sợ, cứ toàn tả ra sợ, cho mình sợ thôi, cho mình dọa, cho mình khiếp cho mấy. Mà làm như thế đâu có Chúa, đâu có như ông kẻ vậy, Chúa đâu như anh cảnh sát như vậy, Chúa là cha yêu thương, mày cứ như cảnh sát như vậy, cứ dọa dọa suốt cả ngày như vậy. Không, thanh luyện á, nó làm cho nó tinh tuyển. Thanh luyện có nghĩa là làm cho nó tinh tuyển, cho nó trong sạch, cho nó xứng đáng thì gọi là thanh luyện. Thế thì thanh luyện có nhiều kiểu, thanh luyện có nhiều kiểu, có loại kiểu mà cái đó luyện là phải dùng nước rửa thì mới sạch. Có cái như vàng muốn đẩy đi hết tất cả những chất bẩn thì nó dùng lửa. Có cái thì phải dùng hóa chất thì mới tẩy sạch được. Thí dụ cha nói các con nghe, thí dụ như thế này, hôm mùa rồi không biết ông cố nào, bà cố nào viết cái bảng này, lấy ngay cái phấn sáp mà viết số ở xe, viết hôm nay nghỉ học phụng vụ. Thế là cha bảo cái này chỉ có dầu hôi mới lau được. Thế là ông Thịnh đi ra lấy ngay xăng, không biết rút xăng ở chỗ nào đó, lau cái này đi hết liền. Xăng, dầu, tức là cái thứ gọi là acetone đó, thì cái dầu nó mới đẩy đi được cái ấy. Còn bây giờ lau bằng nước không đi được, lau bằng nước cho đến tận thế không đi được, mà lau bằng dầu, cho bằng xăng một phát là đi liền. Nên cha chỉ cho con đi ra, mà đi mỗi lần mà đi gửi xe đó, nó cứ viết phấn sáp lên trên cái yên xe, cha ghét mà màn nó lắm, yên xe hay là viết lên đó. Bây giờ muốn rửa làm sao? Đây chỉ cho cách này, về lấy tí dầu hôi lôi cái được rồi là sạch liền. Chứ còn lấy mà nước, lấy xà bông mà rửa thì trà xong cái rách mi nó yên xe luôn, rách bố nó yên, tí dầu hôi lau cái là sạch liền. Cái thằng đó là chịu dầu hôi vậy đấy, sạch cái liền đó. Đấy, nhớ nhau, nó cái thứ nào nó ra cái thứ đó. Thanh luyện tùy theo chất thôi. Như vậy chúng ta sẽ được Chúa thanh luyện tội của chúng ta. Mà Chúa thanh luyện bằng cách nào? Chỉ mình Thiên Chúa biết. Nhớ ghi nhau, nhớ ghi đó. Chỉ mình Thiên Chúa biết thanh luyện chúng ta cách nào. Mà chúng ta chỉ cần được Chúa thanh luyện, nghĩa là cho chúng ta xứng đáng tinh tuyển trước tôn nhan Chúa, xứng đáng với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Do đó đừng dùng những kiểu mà dọa dẫm người khác, nóng lắm mà nửa nóng lắm mà thổ các Chúa tôi bịa quá trời là bịa. Cho đến giờ này chưa từng vị giáo hoàng nào hay giáo huấn của giáo hội mà tuyên bố như vậy. Toàn là những cái tờ lá cải, cứ in ra, nhớ phô ra cho nhiều nhá. Nhớ tôi dặn dò nhiều lần rồi, những cái tờ giấy mà người ta đưa cho mình đọc, người ta bảo bác nhớ phô ra 10 bản để bác được phần sáng, xé ngay luôn đi. Cái đó là những cái tờ ta lao thiên địa nhau, nó đi tuyên truyền đó. Còn giáo huấn của giáo hội chính thức thì không có cần phải đi phô như vậy, phô vậy. Chính thức của giáo hội thì không có nói công khai, không phải đi phô mà đi tuyên truyền thế. Đấy, chúng ta lưu ý, thanh luyện, Thiên Chúa thanh luyện để làm gì? Các linh hồn thanh luyện để tương xứng với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Nhớ ghi nhau, chứ không phạt. Làm cho tinh tuyển, làm cho trong sạch, làm cho xứng đáng với sự thánh thiện của Thiên Chúa thì gọi là thanh luyện. Và luyện tội là nơi đó. Thế thì ân xá là cái gì? Ân xá là cái gì? Trước hết chúng ta nói ân xá. Ân xá là cách thức Thiên Chúa thương thanh luyện chúng ta, mà trong tình thương của người, thay vì đáng lý chúng ta phải được thanh luyện bằng đức công bằng lâu, nhưng
Thiên Chúa thanh luyện chúng ta một cách mau chóng hơn, gọi là ân xá. Nghĩa là tha cho chúng ta khỏi phải đền tội thì gọi là ân xá. Ân xá có nghĩa là vậy. Bây giờ chúng ta gây tai nạn cho một người nào đó, chúng ta phải đền, thì chúng ta phải đưa người ta đi nhà thương, thì bây giờ ta miễn trừ cho đi nhà thương, đưa nhà thương hay mua thuốc thì gọi là ân xá. Gọi là ân xá. Ân xá có nghĩa là tha cho chúng ta về cái phần phạt đáng phải đền vì tội chúng ta phạm, nhưng mà tha cho chúng ta. Vậy tha như thế nào? Có hai cách tha để người ta gọi là ơn toàn xá hay ơn tiểu xá. Thực ra thì cái cách gọi là ơn toàn xá tôi thích gọi hơn, còn cái cách gọi xưa đó gọi là ơn đại xá và ơn tiểu xá. Thì đại thì nó gọi là nó đối xứng với tiểu. Đại là lớn, tiểu là nhỏ, thì đại xá là ơn xá lớn, tiểu xá là ơn xá nhỏ. À, có vậy thôi. Nhưng mà bây giờ giáo hội dùng á, từ đó, dùng cái đó là từ theo dự từ Hán mà Hán Việt, đại xá, tiểu xá. Còn bây giờ dùng cho nó dễ hiểu hơn, toàn xá thì dễ hơn. Toàn xá nghĩa là ơn tha thứ hết tất cả. Vậy toàn xá là cái gì? Là chính đại xá đó. Ơn đại toàn xá chính là ơn đại xá đó. Đại xá là chỉ cách dịch thôi, cách dịch này, cách dịch kia thôi. Chỉ có hai loại là toàn xá và tiểu xá. Tiểu xá là tha từng phần, đại xá là xa tất cả. Nói lại nha, tiểu xá là tha từng phần, đại xá là tha tất cả. Vậy từng phần và tất cả là thế nào? Từng phần là tất cả thế nào? Thông thường, tội nặng, tức là tội trọng, chúng ta nhớ nha, tội trọng khác tội nhẹ. Bây giờ lại phải nói thế nào là tội trọng, thế là tội nhẹ cả đã. À, còn rắc rối như vậy nữa. Thế nào, khi nào phạm thì là tội trọng, khi nào phạm thì là tội nhẹ. Để một cái tội là tội trọng phải hội đủ ba điều kiện sau đây. Nhớ ghi này, ba cái điều kiện sau đây là tội trọng thì mới gọi là tội trọng được nhau. Để hội đủ ba điều kiện sau đây là phạm tội trọng. Thứ nhất, hoàn toàn ý thức rằng tôi làm cái điều này có tội mà tôi cố làm. Nhớ ghi cái đó nha, ghi cái đó. Đây là điều kiện rất quan trọng. Hoàn toàn ý thức đây là điều không được phép làm mà tôi cố tình làm, gọi là ý thức phạm tội đó. Ý thức khi phạm tội đó, biết không được phép làm mà cố tình làm. Do đó có những người mà không biết, lỡ phạm tội, phạm xong rồi chết rồi, không biết thì nó lại giảm khinh, nhau. Thành thử ra có thể là cùng cái tội đó, nhưng mà cái người này không có biết, hay là cái người này vì gọi là ngơ ngơ sao, không ý thức phạm. Thì thí dụ đây nha, cùng là gây tai nạn. Cái thằng nó chạy cái xe hơi, biết xe hơi không? Xe hơi là xe gì? Xe ô tô anh em. Nhà nước này gọi xe ô tô. Xe ô tô là xe hơi ấy. Ngày xưa gọi là xe hơi ấy. Các con có nghe xe hơi bây giờ không? Xe hơi là các con nghe trên truyền hình này, nghe trên báo, hay các con nghe nói bình thường? Báo con khỉ chả có tiếng nói nào xe hơi hết đó. Báo là chỉ nói xe ô tô. Nhà nước nó chỉ có xe ô tô à, xe bốn bánh. Thế thì cái người kia ở Việt Nam ta thì ít, nhưng mà bên Pháp hay bên châu Âu nó hay bị lắm. Mày Mỹ vậy, là bây giờ cái đám Hồi giáo cực đoan á, nó chạy xe ô tô, xe bốn bánh, nó cứ dè cái chỗ đông người đó. Mấy cái thằng khủng bố á, nó cứ chạy xe, xe tải, xe gì á, nó đạp ga, nó xô vào người ta đang đông, mà cán người càng chết nhiều thì nó càng lên thiên đàng. Có đọc báo vụ này không? Ai đọc báo vụ này giơ tay cho xem nào. Cố tình, nó biết là nó đạp xe vào, càng đạp càng chết nhiều người lên thiên đàng. Đó, thì nó bên Hồi giáo nó vậy, nó cực đoan. Thì nó ý thức rõ là nó đạp xe, cố tình giết càng nhiều người, càng gây tai hại, càng độc ác, thì có đó là tội trầm trọng. Còn bây giờ, đi ngơ, đạp, nhất là con gái lái xe, lâu lý le, cầm vô lăng lái xe cho người ta chụp hình cho thấy con gái lái xe
đến cái chỗ rừng, đèn xanh đèn đỏ, đáng lý đạp thắng, đạp mẹ chân ga, ủi bố vào người ta. Đến khi hỏi sao vậy, em nhầm, em rối, nên em không biết, em nhầm, chân thắng thì em đạp chân ga, thế là ủi bố người ta ra. Thì sao? Em thống hối ăn năn, bởi vì em lý le, hôm nay em lý le nên em cầm vô lăng, em nhầm chân ga ra chân thắng, à chân thắng ra chân ga, thế là lộn xộn. Thế thì sao? Vô ý thức thì lại khác. Vô ý thức lại khác. Hay là giảm khinh bởi vì việc làm đó hoàn toàn không ý thức nhau. Cái con mẹ nào ấy, con mẹ tên là con mẹ gì đó, mẹ Nga, mẹ Nghiếc gì đấy. Ông nọ người ta đứng ở ngã tư, ngã chỗ đèn xanh đèn đỏ ta đứng, người ta đang đấy, con mẹ say xỉn vào. Thế mẹ đạp ga cái mới mẹ lùi một phát. Thế là thôi có một bà lên thiên đàng. Còn đấy một bà lên thiên đàng nằm quay lơ ra giữa trước. Còn đấy cả bao nhiêu người là bị gọi là chấn thương nặng đó. Bây giờ ra đem thử ra, mẹ uống rượu vào, mẹ đạp chạy xe xô bố vào người ta vậy. Hỏi cái tội này sao? Tội á, bây giờ bà mẹ em nhầm, nhưng mà nhầm gì? Nhầm do có con men nó điều khiển, đó là cũng phạt. Cái tội đó dĩ nhiên là nó không có ý thức bằng cái người kia, nhưng mà cái con men nó điều khiển cho nó, anh điều khiển xe, khi con men nó điều khiển, nó làm chủ trong anh thì anh phải chịu trách nhiệm về con men đó. Đó, nó khác nhau. Để phạm tội trọng phải có 3 điều kiện, sau đây phải hội đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, quan trọng nhất đó, là phải ý thức rằng đây là điều không được phép làm, tôi làm là phạm tội mà tôi cố tình làm, thì đó là cái điều kiện 1 nha. Điều kiện cố tình phạm tội, biết rõ mà cố tình phạm tội. Về cái khoản này, gần như nhà tu ít lắm, biết nhà tu không có phạm đâu, à ít lắm. Do đó đối với nhà tu thì khó phạm tội trọng lắm, bởi vì biết phạm tội nên khó phạm lắm, ít lắm, có thể có nhưng mà ít lắm. Còn khi mà cái người mà không có luyện về cái vấn đề lương tâm ngay lành đó, là lôm côm là hay làm cái này lắm. Do đó luyện tập mình sống nhân đức, luyện tập mình đàng hoàng tử tế đó, thì là ít khi cái chuyện này xảy ra lắm. Có thể chậm chuyện kia nhưng mà ít khi. Cái điều kiện 1 là cái điều kiện trầm trọng đó, là 1 nha. Điều kiện thứ hai để hội đủ điều kiện luôn nha, là phải có các tình huống. Các cái tình huống nó xảy ra đó, mà cái tình huống đó mình cố tạo ra để phạm tội. Cái tình huống á, biết đó là điều không được, nhưng mà mình cố tạo cái tình huống ra để phạm tội. Ví dụ đây, phải tạo cái tình huống là phạm tội. Ví dụ, đây, bây giờ người ta rủ đi ăn chơi, biết là bây giờ đi ăn chơi với nó là thế nào cũng phạm tội. Mà bây giờ mình cứ lao đầu vào, biết như vậy mà không tránh, cố tình tạo cái cơ hội để phạm tội, thì có nghĩa là tìm mọi cách để phạm tội cho được. Thì đây là gia trọng nặng lắm. Thí dụ cha nói các con, bây giờ vào internet xem, đang xem này, mình đâu có muốn đâu, tự yên tự lành cái con sỡn nó chẳng mặc quần mặc áo, nó nhảy ngay ra đấy. Biết đấy, con sỡn là con gì không? Có biết con sỡn không? Không biết thì thôi kệ. Cái con cà trớn, có biết con cà trớn không? Có biết con cà trớn không? Biết con cà trớn là con gì không? Không biết kệ. Đang xem về nó quảng cáo cái con sỡn nó nhảy ngay ra, nó chẳng mặc quần mặc áo gì. Thế là mình thay vì là tắt đi, mình lại cho cái con chuột nó vào xem con sỡn này nó làm sao. À, thế rồi xem xong cái, thế lại đâm khao khát, thế là phạm tội, thế là tự dưng tạo cái bầu khí, tạo cái đó là. Mà cái này là rất thường với đám trẻ, phải biết tránh đi, cố tình vào để mà xem mấy con sỡn nó rồi thế thôi. Thế thôi. Cha dám nói với các con á, trước cha ở trong đại chủng viện á, cha không có thấy sắc, cha không sắc tín lắm, cha cũng nghe nói thôi, nghe. Nhưng mà giờ cha ra làm cha xứ, cha quan sát các bạn trẻ, cha ngồi tòa giải tội và cha thấy trong xã hội, thì cha dám nói như thế này, cha dám nói mạnh đó, là hiện nay các bạn trẻ phạm tội về điều răn thứ 6
Và các bạn trẻ phạm tội về điều 5 thứ 9 rất thường, mà cái nguyên nhân chính yếu là cái gì? Là do bị cám dỗ và do bị lôi kéo. Nếu các bạn mà không có những cơn cám dỗ, mà các con không bị lôi kéo, thì chắc không như vậy. Càng ngày chắc càng thấy vậy đó. Các bạn cứ nghe đứa này đứa kia nó nói, rồi đem thử, rồi cứ nghe đứa này nó làm đứa kia nó làm, nó bị cám dỗ, mình xem ra sao. Nếu các bạn mà tránh cái cơn cám dỗ, chắc nó sẽ không như vậy. Đây là bằng chứng. Đây là bằng chứng. Cha đưa bằng chứng này. Bây giờ các bạn sống ở ngoài đời, đi làm ăn buôn bán, các bạn cứ gặp người nọ gặp người kia đủ thứ tất cả. Thế chúng nó cứ rủ rê. Rồi trong trường học, đại học cũng vậy, sinh viên với nhau ngồi nói với nhau, bây giờ cứ nhăn nhản những cái chuyện đó mà như cơm bữa vậy. Tại sao mà tôi lại khác người? Chúng nó cứ đi ở với nhau như thế này mà chúng nó nói nhăn nhản cứ giống như phim thế này, còn tôi thì lại khác người. Xem vậy tôi thử nó ra làm sao. Tôi đi công sở, tôi làm việc ở sở, tại sao người ta cứ như nhà như nhô với nhau thế này, nó sờ sờ trước mắt, nó cám dỗ tôi thế này, còn tôi thì lại không làm cái gì, tôi cù lần thế. Thế thì tôi cũng phải giống như người ta, hết cù lần. Muôn cư sự là biết bao nhiêu cơn cám dỗ và biết bao nhiêu những điều có thể nói gương xấu gương mù, và người ta phạm tội vì gương xấu gương mù. Còn các con đây, đang trong nhà tu này, gương xấu gương mù tìm đâu ra? Internet vào thì có giờ, internet thì để ở chỗ chung. Cái con sởn nó nhảy ra, làm sao mà dám vào đấy được? Lại cũng phải xóa ngay đi chứ không. Chị em chung quanh người ta bảo, nom gì vậy? Thế thì thôi, tránh ngay cái cơn cám dỗ luôn. Chúa gìn giữ chúng ta trong bầu khí của nhà tu, nên cơn cám dỗ nó đỡ biết bao nhiêu. Vì thế chúng ta đỡ phạm tội. Ai đồng ý vậy giơ tay thầy xem. Trong tòa giải tội, cha cứ nói luôn với các con. Các con ạ, cha biết sự yếu đuối của các con, nhưng cha xin các con, cha dùng từ vậy, cha xin các con hãy cố gắng tránh các cơn cám dỗ các con này. Cơn cám dỗ nó tràn lan trong xã hội này, gương xấu gương mù nó tràn lan trong xã hội này, cớ vấp phạm nó tràn lan trong xã hội này. Và các con phạm tội vì các con không có biết. Các con như con nai vậy, các con bé mới lớn lên ham mấy 30 tuổi, các con cứ coi như thấy vậy. Các con sợ mình quê mùa, các con sợ mình không có giống ai, nên các con bị rơi, nhưng các con không có biết đường. Các con cố gắng giữ, đừng có nghe những chúng bạn tầm bậy tầm bạ, đừng có xem cái tầm bậy tầm bạ. Muôn cơ sự là các con bị gương xấu gương mù mà ra. Cái tệ hại của xã hội của chúng ta là cái gương xấu gương mù nó nhan nhản, nên người ta phạm tội thôi. Tôi càng ngày tôi xác tín điều đó, tôi xác tín trong lòng điều đó lắm đó. Chứ còn bây giờ, ôi chúng nó phạm tội, chúng nó thế này, chúng nó thế kia, tại chúng nó nhiều khi chúng nó thích cái này, thích cái nọ kia. Tôi nói thì có nhiều lý do, nhưng mà tôi một trong những lý do tôi nghĩ là lý do cốt lõi đó, đó là bởi gương xấu gương mù nó đầy rẫy tất cả, nên các con bị cám dỗ, các con không có cố gắng vượt qua. Đấy là một vấn đề nhau. Ai tự tạo ra khung cảnh để phạm tội, cố tạo ra là trầm trọng đấy nhá. Trầm trọng là tội trọng đấy. Trầm trọng cố tạo ra. Nên các con đừng có thấy khi cơn cám dỗ đến, các con bỏ đi, các con tiếc. Tiếc quá. Để em muốn xem cơn cám dỗ ra làm sao thì khốn nạn. Em xem cơn cám dỗ ra làm sao. Chúa tôi. Đừng có đối đầu với sự dữ nhá. Đối đầu với sự dữ là chúng ta thua luôn. Đào vi là thượng sách. Khi gặp cơn cám dỗ đến, hay những cái điều xấu đến, đừng có đối đầu với nó, xem mày làm sao. Tao chiến đấu với cơn cám dỗ đây, mẹ mày lại đây. Rồi bố nó luôn.
gặp thấy cơn cám dỗ đến trốn luôn thì là thành công, nhớ nhau, thành công đó, nó là nguyên tắc trong đạo đó. Điều thứ ba là tội trọng đó, trầm trọng đó, là điều chúng ta phạm phải là điều trầm trọng, là điều trầm trọng chứ không phải là chiều bình thường, phải là điều trầm trọng. Điều chúng ta phạm phải là điều trầm trọng. Là cái khác, cái điều chúng ta phạm đó, thứ nhất là ý thức, thứ hai tạo khung cảnh mà để phạm cái điều trầm trọng, và thứ ba là cái điều đó phạm trầm trọng. Do đó các cái chất, tức là ta gọi là chất thể hay là các loại tội không đương nhiên trầm trọng như nhau. Ví dụ nhau, giết người thì không đương nhiên trầm trọng bằng chửi người ta. Nhưng mà chửi người ta thì có nghe đây, coi chừng là tội trọng nhau. Chửi người ta mà tìm cách chửi đến độ để cho người ta, khi người ta nghe cái chửi của mình dùng từ làm sao giết người ta bằng cái lưỡi, và người ta nghe cái chửi của mình, người ta suy sụp và người ta chết vì tiếng nói của mình, thì có là tội trọng. Nhớ nha. Giết người bằng cái lưỡi là tội trọng đó. Do nó cách những người ý thức, mình chửi loảng xoảng bình thường thôi, người ta nghe không sao, nhưng mà ý thức là tao chửi mày, mày sẽ bị đay nghiến bởi cái tiếng chửi này và mày sẽ chết vì cái tiếng chửi này, thì đó là tội trọng đó, đừng có chuyện coi thường nhá. Nhiều người đay nghiến kẻ khác bằng cái lưỡi và làm cho người ta chết vì cái lưỡi của mình mà không hề thấy đó là tội trọng đó, trầm trọng lắm. Và rất là nhiều người chết đuối vì cái tiếng nói, vì cái lưỡi độc ác của người khác. Người Việt Nam chúng ta chửi rủa người khác, nói xấu người khác như cơm bữa. Lại Chúa tôi ơi, 10 người thì hết cả 8 người là thích nói xấu người khác lắm. Cái tật xấu của người Việt Nam nói xấu người khác. Nhưng cha nói các con này, tất cả mọi người này, là nói xấu thì thôi, thì cứ nói hành nói tỏi, cứ thích nói xấu người ta. Không có ai mà không nói xấu, thượng vàng hạ cám. Bố mẹ trong nhà cũng nói xấu, cha xứ cũng nói xấu, xuyên tạc đủ điều, các gì cũng nói xấu đủ điều, vu khống đủ điều. Thế như thí dụ chẳng hạn như cha đây, thôi kệ, muốn nói sao cũng được, cháu quen nghe rồi, cháu chẳng có buồn bã gì. Nhưng mà cũng cái câu nói đó, tùy theo đối tượng, nghe chửi cha, thóa mạ, chửi bới, khủng bố, thì mình quen rồi, tại mình sống với Chúa nó quen rồi. Nhưng mà cũng cái từ đó mà chối với người yếu vía hơn cha xứ, mà họ tâm lý họ không vững vàng, họ bản lãnh họ không đủ mạnh, họ nghe cái điều đó mà họ suy sụp, thì cũng cái lời đó đối với cha xứ thì tội nhẹ, chửi cha xứ thì tội nhẹ, mà đối với người kia là tội trọng, trầm trọng. Hiểu vấn đề không? Do đó chứ không phải là cứ nói là cho được nhá. Cứ phải cho nói cho được nhá. Mình nhằm mục đích, mình muốn giết người khác, sự trầm trọng đó thì nó ra tội trọng đó. Cái ý thức mình làm như vậy nó là tội trọng đó. Tội trọng đó mà chả thấy bây giờ thấy tội trọng, chứ cứ nói không vậy thôi. Đấy, thí dụ vậy. Do đó phải ý thức, do đó cái trầm trọng của tội rất là quan trọng nha. Rồi những cái tội mà chúng ta thấy, chẳng hạn như là chúng ta biết đây là con cái của Chúa, chúng ta tham dự thánh lễ Chúa Nhật mà chúng ta cố tình không đi là tội trọng đó. Thế nhưng mà cũng là không đi, nhưng mà thế này thì nó lại giảm khinh này. Thí dụ giảm khinh, con á, bỏ lễ Chúa Nhật cha, cha biết là sao không? Hôm trước á, con mệt quá, con làm nọ còn làm kia, con mệt quá, con ngủ, sáng sau con dậy trễ cha. Thế con dậy trễ, con lồm cồm, con đi ra, cha đã giảng xong đến nơi rồi, mà chiều con chẳng còn thời giờ nữa. Thưa cha, con đi lễ như vậy là con đi lễ nửa mùa mới được, nửa mùa này. Thế thôi, thì tội đó là tội nhẹ thôi, là bởi vì tại sao? Là bởi vì sức con người yếu đuối, nó ngủ trễ, nó đi ra, nó lấy trễ, thì thôi, không sao, nhẹ nhàng thôi. Còn cố tình, hôm nay em nhất định ở nhà, em xem phim, hôm nay phim hay lắm, em bỏ mẹ lễ đi, em nhà em xem phim cho nó sướng. Rồi thôi là tôi tiêu rồi nhá, cố tình, đó, cố tình, đã chịu vậy. Hay chẳng hạn như, thưa cha, con đi lễ, bây giờ con ra nhà thờ, xe nó hỏng bốt nó giữa đường rồi,
con chả có lễ gì hết cả, con đến nơi thì cha ông vừa lễ xong chúc anh chị em đi bình an, thế con đi về thôi, dẫn xe về thôi, đâu có lễ gì. Đến chiều đó con lại lo cháu lo chắt, hay là con đưa người này đi nhà thương nhà thánh, thế con chả có được lễ ngày hôm đó, thì thôi thôi, thì hôm đó là tội nhẹ thôi. Hay thưa cha, con có nhiều người lắm và trong tòa giải tội nhiều khi cái đấy yên tâm, thưa cha con sốt, con nằm nhà thương một tháng trời con không đi lễ, 4 tuần con bỏ lễ Chúa Nhật, thưa cha con vậy tội gì? Tội đó là tội gì? Nhẹ thôi, không có gì cả, chẳng có tội gì hết cả. Nếu trường hợp như mà dâng cái sự khó cho Chúa lại còn có công phúc nữa luôn à. Ấy thì bà thôi, ốm đau không đi lễ được, lực bất tòng tâm thì thôi Chúa tha cho, không có việc gì hết cả đó. Nó khác nhau lắm, cái anh mà bỏ lễ mà cố tình đi ăn chơi hay là bỏ lễ thì nó lại trầm trọng, còn cái anh mà lý do này lý do kia thì nó lại giảm khinh, nó lại đem nhẹ ra, cũng là bỏ lễ nhưng mà lại nhẹ ra khác. Nắm vấn đề chưa? À, do đó anh nhà, do đó thế thì ơn toàn xá là cái gì? Ơn toàn xá chính là tha cái hậu quả của tội trọng, ghi nhớ cái đó. Ơn toàn xá chính là tha cái hậu quả của tội trọng, ơn toàn xá tha cái hậu quả của cái tội trọng trầm trọng đó, toàn xá là đây. Còn ơn tiểu xá là gì? Tha cái hậu quả của tội nhẹ. Ơn tiểu xá là xóa cái hậu quả của tội nhẹ. Đó. Thế vậy thì ai trong chúng ta lúc thế này lúc thế kia thì chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn toàn xá để chúng ta bớt phải đền tội, tức là bớt phải thanh luyện hoặc tội trọng hoặc tội nhẹ, từ khi chúng ta khôn lớn cho đến khi chúng ta mất thì biết bao nhiêu tội chúng ta không biết, thì xin Chúa thương thanh luyện tâm hồn chúng ta. Đó, nắm thế nào là ơn toàn xá và ơn tiểu xá chưa? Nắm chưa? Rồi chưa? Bây giờ câu hỏi thứ hai, bà hôm nay dạy Kinh Thánh mà hết giờ bố nó rồi, mới giải thích không nguyên, có ơn toàn xá vậy lại ơn xá không là hết đời nó rồi. Còn hai câu nữa trong cái thư ái mộ đó, thưa cha, con á, cha nói ở nhà thờ là dành ơn toàn xá cho ai cũng được, mà bây giờ con có ông nội ông ngoại, ông bà nội bà ngoại 4 người, ba má con là 6 người, anh chị em con là tổng cộng 11 người, thì bây giờ ngày có mỗi ơn toàn xá à, bây giờ có 8 lần thôi thì thiếu thiếu mỗi ngày con chỉ cho 1 người thì thiếu, vậy làm cách nào cho đủ? Thì nhiều dịp khác đủ chứ sao, không thì thế này, chỉ cho 1 người cũng được, chỉ cho 2-3 người cũng được, lòng nhân lành của Chúa thì tùy Chúa sẽ xét xử, rồi Chúa sẽ từ Chúa sẽ thanh luyện cái người đó. Ví dụ chẳng hạn như mình có bao nhiêu người, 11-12 người đó, mà có 8 người, có 8 ngày, thì giờ nếu mà muốn dành cho chẳng hạn riêng 1 ngày này cho ba cho má, còn ngày kia một kia ngày kia cho ông bà nội ngoại, chung 4 người thì tùy mình muốn chỉ cho ai, hoặc là mình chỉ chung cho các linh hồn cũng được, không có vấn đề gì hết cả. Trước tôn nhan Chúa thì mình có lòng là được, chứ không phải bây giờ con 12 người mà bây giờ có 8 ngày thì làm sao mà chia, không có việc gì hết cả. Muốn chia chỉ cho 1 người thì mình muốn chỉ dành cho ơn toàn xá này chỉ riêng cho 1 người này cũng được, hay chỉ cho nhiều người cũng được, hay chỉ chung tất cả đều được cả nhá. Còn bây giờ Chúa sẽ hỏi ơn một ơn toàn xá đó chỉ cho 1 người thì người đó được ngon lành được ngon hơn, còn mới chỉ cho nhiều người thì xẻ ra mỗi người tí à. Giê-xu lại Chúa tôi em không có biết, cái đó lên thiên đàng mà hỏi Chúa, đến cái khoản này thì em không biết trả lời. Cái nào em trả lời thì em trả lời, có nghĩa là em chỉ nói là à con dâng cho Chúa thì thôi, Chúa tùy lòng nhân lành của Chúa, con dâng ơn toàn xá đó chỉ chung cho các linh hồn, còn Chúa muốn xét xử sao thuộc quyền của Chúa. Thế còn nơi đây không có phân phối ra như vậy, em không có biết nhá. Em đến đây là em tắc tịt chứ em không nói được hơn nữa, em nói tầm bậy nó chết bỏ mẹ, bởi đứa đuyên lại mạng tại tòa thánh nghe rồi, công thủ nó dậy tầm bậy bạ chết. Đến đây là em tịt là bởi vì muốn chỉ cho hết mọi người trên toàn thế giới cũng được, hay chỉ chung cũng được, hay chỉ cho 2-3 người cũng được, hay chỉ 1 người cũng được, rồi Chúa tự xét, Chúa thấy xem như thế nào Chúa xét rồi Chúa cho. Thế tôi em không biết, đến đó hết nhá. Đó là một. Rồi thưa cha, giả thiết con nói cái này, má con chỉ ơn toàn xá này cho má, vậy má con ở huấn luyện gọi quá thời có biết không? Má con có biết không? con chỉ ơn toàn xá này cho má, vậy má con có biết không? Em cũng chẳng biết nữa. Biết chứ sao biết, Chúa con dâng cho Chúa, thưa Chúa
con dâng cái ân toàn xá này cho má con, Chúa bớt phần phạt cho má con, thanh luyện má con. Thì Chúa biết là được rồi, bởi Chúa là đứng xét xử cơ mà. Còn má biết hay không biết, cái đời má chứ. Bây giờ, cho má thì má phải biết. Má bảo đây nhá, con nó có ơn toàn xá để con đưa cho Chúa bớt. Cái đó em cũng chịu thôi. Bây giờ cái thứ nhất là bây giờ này, hỏi biết hay không biết như thế nào á. Mai mốt chết thì xem mà biết. Xong người ta chỉ cho mình thì biết. Còn bây giờ em chẳng biết, em chỉ biết là em chỉ cho đó. Chúa là đứng thông suốt vô cùng. Con dâng cho Chúa thì Chúa biết là được rồi. Còn má con biết hay không biết, con không khí xét. Hỏi má con biết không? Rồi. Em chịu. Hỏi mấy câu mà Đức Thánh Cha cũng chả biết đường trả lời. Đó. Đó là về vấn đề coi là ơn toàn xá nhé. Còn cái câu gì nữa không hết. À, câu cuối cùng này. Thưa cha, con có nghe người ta nói rước lễ thiêng liêng. Vậy rước lễ thiêng liêng nhà gì? Các con có rước lễ thiêng liêng không? Ngài tu à? Rước lễ thiêng liêng là cái gì con? Nói cho nghe xem nào. Ta nghe thấy nhìn nghĩa là gật đầu quá thể đây. Là có chừng tào lao thiên địa đây này. Ngày xưa cha còn bé. Cha hồi xưa cha đi học ở trường tiểu học á. Ở cái chồng, dòng Trinh Vương họ dạy. Là lúc bây giờ từ lớp 3, lớp 4, lớp 5 các bà sơ cũng dạy cho cha các con chịu khó rước lễ thiêng liêng. Thế giờ đến khi bà cha làm linh mục rồi cha học chuyên về cái này cha mới thấy các bà sơ dạy tào lao. Thế bà sơ bà dạy tào lao thế này. Bà dạy thế này, bà bảo về vì các con chịu một ngày, chịu khó hàng ngày rước lễ thiêng liêng nhiều lần nhá. Lễ thiêng liêng là gì? Thí dụ chẳng hạn lúc nào chúng con ấy nhớ Chúa thì chúng con không rước lễ được. Không rước lễ được thì là rước lễ thiêng liêng. Thiêng liêng có nghĩa là không có rước thật. Thiêng liêng có nghĩa là không có gì, tức lễ thiêng liêng có nghĩa là không có gì. Nghĩa là bây giờ không được rước Chúa thì thiêng liêng là không có gì. Đã rước lễ thật thì không có là thiêng liêng không có gì. Thiêng liêng tức là vô hình, tức lễ thiêng liêng là rước lễ vô hình. Thế trong nhà trong một ngày vậy, lúc nào mà không có rước lễ được, rước lễ vô hình. Lại Chúa con khao khát rước Chúa, xin Chúa ngự trong hồn con, lại Chúa con khao khát rước Chúa. Rước lễ vô hình, rước lễ thiêng liêng, lại Chúa con khao khát rước Chúa, Chúa ngự trong hồn con, lại Chúa con khao khát Chúa. Là rước lễ, gọi là rước lễ thiêng liêng, có nghĩa rước lễ không có gì. Rước lễ trống không, rước lễ không. Chúa con khao khát, Chúa con rước lễ thiêng liêng. Bây giờ cha học rồi, cha mới thấy bà sơ dạy gọi là đưa cốc nước mà không cho uống. Rước lễ thiêng liêng là cái gì? Rước lễ thiêng liêng là rước lễ không có gì. Rước lễ thiêng liêng là không có gì. Rước lễ thiêng liêng không có gì. Là rước lễ không. Bây giờ con khao khát nước Chúa lại Chúa con khao khát nước Chúa lắm, con khao khát nước Chúa, cốc nước không được uống. Rước lễ thiêng liêng là rước lễ không. Rước lễ thiêng liêng là rước lễ thiêng liêng là không có gì, rước lễ thiêng liêng. Rồi chị đọc một cái câu thầm chú lại cho con khao khát nước Chúa như tôi thường đừng à, Chúa người vậy không con rước lễ thiêng liêng. Và rước lễ thiêng liêng có hai yếu tố mà bà sơ dạy, một là không có sự gì, rước là rước không. Hai là đọc một câu thầm chú là Chúa con rước ra Chúa thầy tiêu liêng, Chúa con rước lễ thiêng liêng. Mà một ngày con đọc, cố gắng đọc cho nhiều nhá. Xong rồi đọc cho thật nhiều là rước lễ thiêng liêng, con rước lễ thiêng liêng. Cha kể cho các con nghe, mà Chúa tôi mấy đứa nhỏ học viện á, học viện tức là các chị em biết học viện là sao không? Học viện là bà sơ, khấn rồi chưa khấn lọn đời. Từ khi khấn rồi cho đến khi khấn lọn đời 6 năm thì gọi là học viện. Nó đi học ở cái học viện mà mình dạy học toàn khắp bà sơ học viện hết. Thế là đến cái ngày bổn mạng mình á, chúng nó bảo nhau chúc một tháng mình làm bó hoa thiêng dâng cha giáo Vinh Sơn. Rồi thế bó hoa thiêng thì sao, không có hoa hết gì cả, tức là hoa không thôi. Thế nên khi lúc mà đến ngày bổn mạng nó bỏ vào trong cái phong bì nó ghi nó bị kính gửi cha Vinh Sơn, ở trên cái tựa đề kính gửi cha Vinh Sơn bó hoa thiêng à, thế là phong bì, thí dụ chẳng hạn trên phong bì không có hoa, đã bảo là hoa là hoa đâu, hoa thiêng liêng, hoa không, hoa tưởng tượng, mà nó đứng cái phong bì, nó bì ở bên ngoài bìa là kính gửi cha Vinh Sơn bó hoa thiêng. Xong rồi mở cái nắp phong bì ra thì nó có tờ giấy, xong nó ghi là bó hoa thiêng, ở trên ghi tờ giấy, nó ghi tờ giấy thì phải ghi chữ bó hoa thiêng, mình biết nó bó hoa thiêng, chứ còn không có hoa hết gì cả, ghi trong tờ giấy, bó hoa thiêng, rồi một, lần chuỗi 200 lần. Hai, hy sinh 300 lần. Ba, cầu nguyện 400 lần. Bốn, rước lễ thiêng liêng 500 lần. À, bó hoa thiêng liêng nhá. Toàn thể thiêng liêng hết nghe chưa?
cầu nguyện này, hy sinh này, hoa hy sinh, hoa cầu nguyện, hoa rước lễ thiêng liêng. Thế mới hỏi là các con ơi, bây giờ cha cũng cảm ơn các con có bó hoa thiêng liêng mà cha chịu khó, mỗi thầy tờ giấy chẳng thấy cái hoa nào vẽ đề hết cả, mà chẳng có thấy cái hoa nào cầm với cả, có mỗi tờ giấy này gọi là bó hoa thiêng. Thế giờ cha nói con thôi, cầu nguyện bao nhiêu lần thì cháu biết rồi, hy sinh bao nhiêu lần được rồi, hy sinh thì con hy sinh lần nào chúng con đánh dấu vào nhau. Thí dụ chẳng hạn như về cả lớp nó hô với nhau, bây giờ mà một tháng chị em mình cái ngày tổng kết nhé, trong một tháng đó ai hy sinh bao nhiêu lần cho cha thì ghi thôi. Được rồi, cha hiểu rồi. Hy sinh là cầu nguyện rồi gì gì đó. Nhưng mà cha hỏi các con rước lễ thiêng liêng làm sao các con đếm được là 400 lần? Tại sao? Thế là có một đứa đứng đấy, con xin cha trả lời cha giáo là chị giáo con, chị giáo tức là bà sơ giáo ấy. Chị giáo con bảo về rước lễ thiêng liêng là trong một ngày nhớ nhiều lần Chúa, thì khi nào mà nhớ kịp Chúa để Chúa con khao khát rước Chúa là một lần. Thế là con đánh dấu vào một lần, xong cả ngày tự dưng đến giờ kia tự dưng con nhớ lại Chúa con khao khát rước Chúa hai lần, gạch hai, xong đến cơ chiều lại Chúa con khao khát rước Chúa con ngửi Chúa tiến lên hai ba lần. Thế là mỗi lần con đọc một câu thầm chú là con phải con gạch một cái một lần, một ngày con đọc mấy câu thầm chú là con gạch bấy nhiêu lần. Thế là đến khi hết hạn một tháng, con tổng số bao nhiêu câu thầm chú là bấy nhiêu lần rước lễ thiêng liêng, con gom lại kính dâng cha giáo thiêng liêng, bó hoa thiêng, rước lễ thiêng liêng. Thiêng liêng nghĩa là không có gì cả. Câu thầm chú: hỡi các bạn hãy nghe đây, hôm nay cha giáo dạy đây này, cho nó đàng hoàng tử tế. Rước lễ thiêng liêng không phải rước lễ không có gì nhá. Rước lễ thiêng liêng nghĩa là thế này, và đây chính là kinh nghiệm của đời sống đan viện, đặc biệt là trong đời sống đan viện. Chúng ta méo mó, chúng ta không biết lịch sử nên chúng ta cứ giải thích tào lao thiên địa. Trong đời sống đan viện á, chúng ta tất cả những cái chúng ta đây này, nguồn gốc của nó đời trong đời sống tu trì dòng nhiều lắm, và đời sống đan viện là bởi sao? Trong đời sống đan viện là làm việc và cầu nguyện. Làm việc và cầu nguyện. Chúng ta nhớ nhỉ, đan viện là giống các anh chị em giáo dân, đan viện là chúng ta ngày xưa chúng ta gọi là khổ tu ấy. Còn bây giờ thực sự ra cũng nhiều dòng đan viện không phải là khổ tu, họ chỉ có điều là họ không có đi ngoài, họ có đi ra ngoài làm việc thôi, họ chỉ sống ở trong cái bốn bức tường của thôi, thì gọi là đan viện. Thì mà họ trong bức tường đó thì họ làm cái gì, họ cũng lao động, nhưng họ lao động và cầu nguyện là hai cái nhịp gần như là chính. Thế thì cầu nguyện đó, đối với họ thế này là trong đời sống đan viện họ rước lễ một ngày đầu tiên. Tuy nhiên cái nhịp rước lễ đó họ rước Chúa, và chúng ta lưu ý như vậy này, trong đời sống đan viện tất cả các đan viện họ chỉ rước lễ ngày có một lần thôi, họ dâng lễ sáng họ rước lễ có một lần thôi. Chúng ta bây giờ đi ra chúng ta rước lễ hai lần ba lần, chúng ta cứ bảo tính lần ba lần hai lần. Thầy nói, cha nói cho con nghe, giáo hội nói này, người rước lễ ngày hai lần hay ba lần không hơn Chúa nhiều hơn người rước lễ một lần. Và thậm chí cha dâng lễ một ngày vì có việc nọ việc kia, cha phải dâng lễ 3 lần, 4 lần cho giáo dân, thì cha cũng không rước lễ nhiều lần như vậy hơn một người rước lễ một lần. Rước lễ một ngày một lần là đủ rồi, đủ rồi. Thế vì họ sống đời sống đan viện, họ cầu nguyện, thế thì làm sao? Lúc nào họ cũng kết hiệp với Chúa. Cầu nguyện là gì? Kết hiệp với Chúa. Cha nói rất là, cha nói lại đến nói là người sống đời con là hạnh phúc là người có Chúa trong cuộc đời. Thế cầu nguyện là gì? Họ kết hiệp với Chúa. Thế là họ mới nghĩ ra thế này, họ rước lễ thiêng liêng. Rước lễ thiêng liêng nghĩa là gì? Rước lễ thiêng liêng là trong từng nhịp sống em đã rước Chúa rồi, Chúa ngự trong lòng ta rồi. Lưu ý cái câu này, chúng ta rước mình thánh Chúa thì mình thánh Chúa theo luật đó, bao lâu còn mình thánh Chúa thì bấy lâu Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Nhưng một khi Chúa đã ngự vào trong lòng ta thì bánh thánh về mặt vật chất đã được tiêu hóa hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là bánh thánh đã được tiêu hóa hết, Chúa không có ngự trong tâm hồn ta. Khi đó tâm hồn ta là đền thờ của Chúa. Thế thì đời sống đan viện họ thiêng liêng là thế này, là trong từng nhịp sống họ rước lễ rồi, bây giờ từng giây phút cầu nguyện. Họ cầu nguyện, họ biết không cầu cầu. Đến cái giây phút cầu nguyện này là cái lúc mà họ tái khám phá lại giây phút họ đã từng rước Chúa thật, và họ đang tái khám phá họ chính là nhà tạm Chúa đang ngự trong tâm hồn. Vậy rước lễ thiêng liêng chính là gì? Là tái khám phá việc chúng ta đã từng rước Chúa rồi, giờ phút này đây chúng ta khám phá, tái khám phá lại sự hiện diện của Chúa để làm gì?
sống dưới con mắt Chúa, sống dưới con mắt Chúa. Rước lễ thiêng liêng là chúng ta sống giây phút hiện tại bây giờ như Chúa vừa mới ngự trong tâm hồn ta, để sống dưới con mắt Chúa. Nhớ nhầm, rước lễ thiêng liêng là như vậy đó. Do đó rước lễ thiêng liêng phải đặt nền tảng trên rước lễ thật. Vì tôi đã rước Chúa rồi, tôi có kinh nghiệm Chúa rồi, nhưng có thể trong ngày sống tôi lãng quên đi. Rước lễ thiêng liêng chính là gì? Là giây phút này, từng giây phút trong cuộc đời tôi khái khám phá lại Chúa đang ngự trong tâm hồn tôi. Để làm gì? Mục đích làm gì? Để tôi sống dưới con mắt Chúa, và để tôi sống giây phút thiên đàng, giây phút này, kẻo tôi quên đi. Nhớ ghi cái đó nghe các con. Rước lễ thiêng liêng chính là trong từng giây phút trong cuộc đời chúng ta đã rước Chúa thật. Giờ đây chúng ta tái khám phá lại, vì sự yếu hèn của con người dễ quên, chúng ta khám phá lại Chúa đang ngự trong tâm hồn ta, để ta sống giây phút này, từng lúc này như đang sống dưới con mắt Chúa. Nhớ ghi cái đó nghe không các con? Nhớ ghi âm cái đó hay ghi, ta đọc lại nhé. Rước lễ thiêng liêng chính là sống trong từng giây phút của ngày sống, chúng ta tái khám phá lại Chúa hiện diện trong tâm hồn ta mà chúng ta đã rước rồi. Chúng ta đã rước Chúa rồi, nhưng chúng ta nhiều khi chúng ta quên lãng đi. Thì giờ phút này chúng ta khám phá lại để làm gì? Để chúng ta sống dưới con mắt Chúa như Chúa vừa ngự trong tâm hồn ta, và sống như một người con dưới con mắt Chúa. Như vậy rước lễ thiêng liêng chính là gì? Làm triển nở, kéo dài rước lễ thật. Rước lễ thật, điều chúng ta đã có thật rồi thì bây giờ chúng ta làm sống lại cái thật, chứ không phải là rước lễ thiêng liêng là không có gì. Rước lễ thiêng liêng là rước lễ thiêng liêng là không có gì, không có gì là câu thầm chú mà chả hề bao giờ là Chúa con rước lễ, là Chúa con khao khát, Chúa ngựa vào trong đồng, là Chúa chả hề bao giờ thấy giờ phút này đây tôi đang khám phá Chúa ngự trong tâm hồn. Khác nhau lắm, khác nhau vô cùng. Vì người rước lễ thiêng liêng là người thấy giờ đây có Chúa đang ngự trong tâm hồn, và giờ này tôi đang sống dưới con mắt Chúa, nó khác lắm. Thế còn kia nó đọc như là đọc câu tụng 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 tụng, thế là ra thiêng lễ thiêng liêng. Thế có ra làm sao không? Có phải cha nói đúng không các con? Có phải các con làm vậy không? Các con làm vậy, các con giơ tay cho xem nào, có sai đâu. Tức là cứ đọc 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 là rước lễ thiêng liêng. Bây giờ này cha nói các con nghe, nếu các con có đọc cái câu nào đó, cha cứ hay trêu với con là thần chú. Các con có đọc để nó giúp cho kinh nó là gì? Chúng ta cũng đọc kinh, chúng ta có đọc kinh, lại cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha, đó là kinh. Nhưng mà khi đọc, chúng ta đọc như vậy, nó là cái cách thức chúng ta gợi ý để cầu nguyện thôi. Nếu chúng con có cái những câu mà chúng con cầu nguyện để Chúa rước lễ thiêng liêng, nhưng cái mục đích chính yếu là phải luôn luôn làm cho mình thấy đang sống dưới con mắt Chúa, thì nó mới là rước lễ thiêng liêng, nhớ chưa? Do đó đọc câu gì hay không đọc câu gì, cái chuyện đó là phương tiện, cách thức. Nhưng cái mục đích chính yếu của rước lễ thiêng liêng là mình phải làm cho mình sống dưới con mắt Chúa như Chúa đang hiện diện giây phút này. Và giây phút này đây con đang sống thiên đàng là có Chúa, nó là rước lễ thiêng liêng. Nắm vấn đề chưa hả? Ai hiểu giơ tay xem nào để kết thúc. Nắm vấn đề nhá. Rước lễ thiêng liêng chính là giây phút này con đang khám phá ra có Chúa hiện diện với con, và con hạnh phúc sống giây phút này như dưới con mắt Chúa. Còn cách thức đọc một cái kinh này hay không đọc kinh này, hay là thầm thĩ, chuyện đó là chuyện tự nhiên của mỗi người, mỗi cách thức của mỗi người, chứ không được đồng hóa bằng một cái câu mà quệt ra một cái bó hoa thiêng dâng cha nhá. Lại chỗ tôi bó hoa thiêng, bó hoa thiêng ơi là bó hoa thiêng, bó hoa thiêng. Thôi đi về. Hôm nay dạy kinh thánh tính nữa nói chuyện về vua Salomon mà bây giờ tiêu rồi, tiêu rồi. Sang dành Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em một đêm bình an.